Sáng nay, tại xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Tân Sửu 2021. Dự lễ phát động Tết trồng cây có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, tỉnh Hưng Yên có kế hoạch trồng 195.000 cây, trong đó cây ăn quả là 165.000 cây, cây lấy gỗ, lấy bóng mát là 30.000 cây. Tập trung trồng theo vùng đã được quy hoạch, khuyến khích phát triển trồng cây ăn quả trên đất trồng lúa kém hiệu quả hoặc trang trại VAC gắn với cải tạo vườn tạp. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định, nhận thức được vai trò to lớn về nhiều mặt của phong trào trồng cây nhân dân và Tết trồng cây mùa xuân, hàng năm, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành, các cơ quan tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức Tết trồng cây mùa xuân, mở đầu cho phong trào trồng cây hàng năm. Những năm qua, các địa phương đơn vị đã tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện kế hoạch trồng cây bảo vệ môi trường sinh thái. Phong trào đã phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, trở thành nét đẹp văn hóa, mang lại lợi ích to lớn về nhiều mặt trong phát triển kinh tế của nhân dân. Đối với tái cơ cấu nông nghiệp, phong trào xây dựng nông thôn mới, chuyển từ đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh đã phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Để phát huy cao độ Tết trồng cây và phong trào trồng cây nhân dân năm 2021, tôi yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, các trường học, bệnh viện, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, chỉ đạo tuyên truyền, vận động, tổ chức, thực hiện kế hoạch trồng cây nhân dân năm 2021. Với phương châm người người trồng cây, nhà nhà trồng cây gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, trồng cây gắn với việc xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm, đường giao thông, đường ra đồng, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan nông thôn, đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các ngành tổ chức Tết trồng cây một cách thiết thực, chỉ đạo các cơ sở sản xuất cây giống, chuẩn bị nguồn giống tốt, sạch sâu bệnh để nhân dân trồng cây có hiệu quả cao nhất. Tại lễ phát động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành và huyện Tiên Lữ đã trồng các cây đa, xoài, xà cừ lác hoa, nhội, cây hoa sữa, cây đỉnh phượng hoàng tại khu vực hồ trung tâm xã Hải Triều. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Tiên Lữ và nhân dân xã Hải Triều đã đến dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ, nơi Bác Hồ về thăm, động viên nhân dân lao động sản xuất làm thủy lợi tại công trình nạo vét ngòi Triều Dương năm 1958. Trong ngày 17 tháng 2, tức mùng 6 Tết, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2021.